Cha, pha cà phê sao ngon lắm, thơm lắm. Pha thêm một ly cho cô nha. Không cần đâu, tôi uống trà hoa. Trà hoa? Sao hả, cảm thấy tôi vừa thon vừa đẹp ra sao? Cũng đẹp lắm, nhưng hình như hơi sưng một chút. Uống cà phê đi, giảm bị phụ rất hay. Bình thường cô sáng tối một lần mà. Đâu có, trà hoa cũng ngon lắm. Ngon. Dạo này cô luôn có vẻ không ổn cho lắm ha. Khẩu vị thay đổi, ngoại hình thay đổi, luôn cả sở thích cũng thay đổi. Bình thường cô đâu có hứng thú với trẻ con. Bây giờ nhìn vào thiệp cảm ơn của cô bé đó tặng cho cô liền mỉm cười. Làm gì vậy? Cô làm được việc người ta cảm ơn cô cũng vui lắm mà. Hình như hai hôm trước cô xin nghỉ phép đi khám bệnh. Hình như còn là bác sĩ Dương do Sophie giới thiệu nữa. Hình như là nổi tiếng trong phụ khoa. Hình như có nhiều người nhờ cô đỡ đẻ nữa. Không lẽ cô... Oh my god! Đừng lớn tiếng quá. Cô có thai thật sao? Phải. Nhưng trước đó rõ ràng cô nói với tôi không đám cưới không sinh con. Như vậy mới là một người có trách nhiệm. Sao cô thay đổi nhanh vậy hả? Thực sự không thể nào ngờ được đó. Ok. Về phòng mới nói ha. Cẩn thận. Từ từ thôi, cẩn thận. Ê, người nào người nấy đứng yên ở đây làm gì vậy? Sư phụ, thủ đoạn của bọn lừa đảo đúng là thiên hình vạn trạng. Chúng tôi lo lắng chuyện vui thành chuyện cực vui, cho nên... Ở đây có sách tài liệu tôi mới mò ra, trong đó có danh sách đen hôn lễ nhất định giúp được sếp. Nè, có một vụ án, đúng ra là taxi London cuối cùng xuất hiện taxi Hồng Kông. Nếu là anh thì sao, có nên ngồi không? Hình cưới quan trọng hơn, quan trọng nhất là đừng để họ chụp hai người từ tân gia nhân thành người qua đường. Nhiều khi chất lượng họ chụp được còn tệ hơn chụp bằng điện thoại nữa. Còn nữa, nhiều khi chi phí rửa hình còn mắc hơn toàn bộ dự toán của hai người. Hình như là chuyện nhỏ sếp Phong à. Tôi có đọc báo cáo nói có những nơi tổ chức trang trí phối cảnh đang làm lễ cũng bị sập xuống luôn đó. Không hên chút nào. Mọi người nêu hết những thủ đoạn kinh doanh bất lương như vậy, mọi người nghĩ tôi biết không? Nè, mọi người làm gì vậy? Sếp Phong à, không phải chúng tôi bày trò, là sếp gây ra án mạng đó. Sếp Phong, ở đây có phần trọn gói siêu cao vô địch, bao bác sĩ nổi tiếng phụ trách, dở cử hạng năm sau, có thể kêu Madame Quang coi lại đó. Giang nói với tôi chuyện này chỉ có cô hai biết thôi. Chắc không phải cổ nói, cổ có nói gì đâu. Tức là như vậy, lúc nãy tôi xuống từ 14 thì Bonnie thực sự chỉ là trùng hợp, đi ngang qua cửa phòng giải lao thôi. Rồi cái tôi khom người xuống, thấy dây cột giày bị lỏng nên ngồi xuống cột dây giày. Sau đó thì vô tình gây được chuyện này. Chị ra, hôm nay chị đi giày cao gót mà. Sếp Phong, hành chính biết được không đầy 5 phút, toàn bộ tòa nhà đều biết hết rồi. Thêm 5 phút nữa, bà dì của tôi cũng biết nữa. Ông nghĩ sau này chỗ ngủ của Carson nên dọn đi đâu đây? Ma, Carson là con lớn của tụi con mà. Má biết, con út của con sắp chào đời mà. Có phải con không chuẩn bị sẵn phòng em bé cho nó không? Carson sẽ hiểu mà. Cho dù trong nhà có thai phụ, có em bé, nuôi chó cũng nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là máy trò chơi của con. Liên quan gì tới máy trò chơi của con? Sau này con phải giữ con mà, làm sao rảnh mà chơi game nữa? Để đây ngắm cũng được mà. Giá nào con cũng phải dành sẵn một chỗ để giường của em bé mà, có phải không? Bây giờ luôn cả em bé cũng có luôn rồi, phải con nên trả lại danh phận cho người ta không? Tụi con sẽ cùng cổ đi đăng ký đơn giản thôi. Không đãi tiệc đâu. Nè, tụi con đăng ký kết hôn, giấy thông báo kết hôn sẽ thể hiện công khai, coi có ai phản đối hay không. Tới lúc đó bạn của con thấy, hàng xóm cũng chúc mừng cho con. Không lẽ con không mời người ta ăn một bữa cơm sao? Có, tụi con sẽ mời. Phải. Bởi vậy mới nói nè, đồng nghiệp cũ của con một bữa, bạn bè một bữa, bà con một bữa, đồng nghiệp hiện tại một bữa. Phiền phức lắm. Hay là tiện lợi một chút, đãi hết một lượt luôn đi. Con coi như cho ba má có thể yên tâm đi. Quan trọng nhất là giữ được cháu của ba má đó. Tới lúc đó tụi con có mặt đúng giờ là được. Những chuyện còn lại ba má lo cho ha. Sao hả con? Ba bảo vệ được con, con bảo vệ được chiến hữu thân mật của con. Trước sau cái máy này cũng bị người ta dọn đi. Sao hả thằng quỷ? Sao lại kêu tôi là thằng quỷ chứ?
Cậu còn nói nữa, có phải cậu khai cho thím Hải biết không? Nó là gen có thai. Thì tôi tính gọi để nhắc nhở anh nè. Thím Hải đã tới đây rồi. Ê, đợi cậu báo tin đúng là có nhiều người chết đó. Trời ơi, sáng nay tôi ăn sáng với họ, tình cờ nói chuyện chúng ta hẹn nhau ra biển chơi, lại tình cờ nói tới có thể là gen không tiện cho lắm. Chỉ có câu đó thôi, họ liền gặng hỏi tôi có phải là gen có thai rồi hay không. Thật ra lần trước anh nói phải kiểm tra kỹ mới biết mà, kết quả làm sao mà tôi biết được, lý nào tôi lại khai ra chứ. Ê, bỏ đi, cũng tại khả năng đề phòng của tôi thấp thôi. Ý, tức là gen có thai rồi sao? Chúc mừng anh nha. Cảm ơn. Nè, ra ngoài đi, uống nước ha. Khuya rồi. Khuya cỡ nào chứ, đang làm gì vậy? Thì chính là vì đang có chuyện làm nè. Ngủ ngon vậy đi. Thiệt quá. Ê, giám lò sao rồi? Tất cả nghiêm. Tiếp tục, hôm nay thoải mái chút đi, đừng gò bó quá. Cảm ơn sếp. Sếp gì, tưởng đâu sân ăn uống hôm nay chỉ có lớp thanh tra tụi em thôi chứ. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tôi và sếp ông đã bàn bạc, liên tục 5 ngày tới sẽ chuẩn bị hội thảo lễ tốt nghiệp cho mọi người. Cho nên tối nay để cho hai lớp giải trí thỏa sức luôn. Cảm ơn sếp. Pinh à, sao rồi, công việc thế nào, bắt kịp chưa? Cũng được lắm, sau khi ra ngoài đúng là học được rất nhiều thứ. Tuy đảo là Bản Châu hơi xa một chút, nhưng mà làm việc ở đó đúng là loại người kỳ lạ khó hiểu gì cũng có hết. Tôi tới Vịnh Thâm Thủy cũng đặc sắc lắm đó, có người dùng xe lăn để mà che đậy, lén chuyển hàng lậu còn bị tôi bắt giữ nữa. Cũng không vui bằng Tam Kiếm Hiệp các người cùng nhau vô IPIB. Tuy là chúng tôi được vô IPIB, nhưng tôi ở Âu Rúp. Tôi và Phi là UTB. Vậy tụi đó thế nào? Hay lắm, chuyên nghiệp là nghiêm túc, sếp của chúng tôi cũng rất tốt bụng, sư phụ cũng chịu dạy chúng tôi. Còn nữa, tôi đã phong sếp phong làm thần tượng của tôi rồi. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của sếp, UTB và Âu Rúp chúng tôi cùng nhau hợp tác, song kiếm hợp bích. Không biết mọi người có để ý hay không, gần đây có người phụ trách của trung tâm giáo dục trẻ em bị bắt đó. Bởi vì họ không dựa theo lời hứa cung cấp lớp vấn đáp trường mầm non, với lại mua bán giáo trình tiếng Anh xâm phạm bản quyền đó. Phải đó, chúng tôi đã bắt hiệu trưởng của họ, hy vọng là sẽ tạo được tác dụng quản sợ, giảm bớt số lượng trẻ em và phụ huynh bị lừa gạt. Tôi tới TCB cũng đang theo dõi vụ đồ chơi trẻ em. Bé gái đó xém chút bị mảnh vụn của đồ chơi làm nghẹn tới nghẹt thở. Dạ, vấn đáp trường mầm non, giáo trình trẻ em, đồ chơi trẻ em, tất cả đều liên quan tới trẻ con. Cũng là chuyện nhỏ nhặt thôi. Tôi không có nói vậy nha. Vậy. Cũng không hẳn, dân sinh không chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ý nghĩa lớn. Không dễ dàng như cậu nghĩ. Đúng đó, tôi ủng hộ. Cũng phải, nhưng nếu là tôi, đương nhiên tôi muốn gia nhập CDIB. Vụ ma túy hỡi chút là 100 triệu, ghê gớm lắm. Thực ra mỗi một cương vị đều quan trọng như nhau, không cần phải ganh tị. Mỗi một nhân viên đều được định kỳ thuyên chuyển vào những cương vị khác nhau. Trường hải quan nói, hải quan quản từ trứng gà tới đạn hạt nhân, từ sữa bột quản tới ma túy, hải lục công đều phải kiêm nhiệm toàn diện. Sau khi mọi người rời khỏi học viện, còn nhiều thứ phải học nữa, thử thách lần lượt xuất hiện. Hôm nay mọi người có cơ hội tạo lập quan hệ, sau này ra ngoài gặp nhau sẽ hợp tác vô bờ. Cũng không thể nói vậy đâu, nhưng lúc họ chưa chỉ huy chúng ta, tối là nhất định phải chơi hết mình luôn. Muốn chơi trò gì đây, lớp viên chứ. Được, cho mọi người cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Đi thôi. Đi. Quan ngân đến tham gia khóa huấn luyện thanh tra cơ bản thứ 228 đến 230 và lớp huấn luyện viên chức cơ bản thứ 681 đến 685 khu vực thao trường lễ tốt nghiệp của học viên. We have no fear. 多艰辛
Lớp huấn luyện viên chức cơ bản kỳ 681, học viên xuất sắc nhất Diệp Cảnh An. Lớp huấn luyện thanh tra cơ bản kỳ thứ 228, học viên xuất sắc nhất Phương Tịnh Lãng. Hải quan Hồng Kông là một bộ phận chuyên nghiệp, đoàn kết, theo đuổi sáng tạo. Tôi còn mong mọi người dùng thái độ nhiệt tình, quả đoán và cầu tiến thi hành nhiệm vụ, phục vụ xã hội. Phải hộ pháp thủ quan, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, làm vinh dự. Tôi cũng chân thành chúc cho các học viên tốt nghiệp trong cương vị công tác mới, làm việc suôn sẻ.